Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu đề cập nhiều đến trách nhiệm trong giám sát. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng muốn giám sát hiệu quả phải làm đến nơi đến chốn, theo tận cùng các vấn đề được giám sát, có phương pháp giám sát từ tổng thể đến chi tiết, huy động tổng lực các cơ quan chức năng, Giám sát phải có bằng chứng cụ thể, đưa ra kiến nghị, đề xuất sắc sảo và phải theo dõi việc tổ chức thực hiện cách giám sát này. Phải xác định được trách nhiệm giải trình của các tổ chức cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Như thế mới hy vọng tạo được chuyển biến căn bản trong lĩnh vực đường giám sát. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thất thoát trong lãng phí đôi khi lớn hơn cả tham nhũng. Năm nay Quốc hội yêu cầu cần phải kiểm toán nguồn lực cho chống dịch, có đó làm rõ vấn đề dư luận quan tâm. Qua giám sát, nếu phát hiện sai phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng bên cạnh đó cán bộ tham gia giám sát phải có bản lĩnh và có cách để giám sát những người đi giám sát làm đến nơi đến trốn tránh tình trạng phát hiện từ cơ sở là bằng con voi nhưng dần dần bị gọt rũa lên đến ủy ban thường vụ quốc hội thì chẳng còn gì để bàn tinh thần giám sát lấy sức xây dựng phát huy được mô hình tốt cách làm hay gương người tốt việc tốt để nhân rộng chứ không phải chỉ tìm ra khuyết điểm sai phạm làm gì để truy xuất nguồn gốc nâng tầm nông sản việt đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận đóng góp ý kiến tại buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề truy xuất nguồn gốc Nương tầm nông sản Việt diễn ra hôm qua. Theo các chuyên gia cho rằng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm được coi là chìa khóa khởi tạo niềm tin cho người tiêu dùng, giúp họ yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được đảm bảo. Việc này đồng thời giúp ngăn chặn cảnh vi gian lận thương mại, góp phần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam. Không chỉ vậy, đối với xuất khẩu, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, nhất là nông sản, giúp các bên liên quan có thể truy xuất thông tin nhanh chóng chính xác, qua đó giúp doanh nghiệp hướng đến chinh phục thị trường quốc tế vốn đòi hỏi rất khắt khe về truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong cả sản xuất lẫn thương mại. Việc này cũng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp, kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia và góp phần không nhỏ xây dựng thương hiệu nông sản Việt. Việc lập quy hoạch bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá là cần thiết nhằm khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế gắn với bảo vệ với chủ quyền quốc gia. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, trong thời gian qua, chính phủ ban hành nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập của ngư dân, hướng đến khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo. Hiện cả nước đã quy hoạch và đưa vào hoạt động 12 trên 16 khu bảo tồn biển, ban hành sinh mục 47 khu vực cấm khai thác có thời hạn, từng bước đưa khu vực bảo tồn nguồn lợi thủy sản vào hoạt động đồng thời ban hành khung pháp lý phát triển đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuy nhiên ngành thủy sản đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức như diện tích bảo tồn biển chưa đạt mục tiêu đề ra chưa kiểm soát được số lượng tàu cá phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi việc khai thác quá mức bằng các ngư cụ có tính hủy diệt tác động của biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến đường di cư thay đổi nơi sống của loài thủy sản từ những định hướng và giải pháp hệ thống các điều khoản dự án trong dự thảo quy hoạch phải căn cứ vào tình hình thực tế để hoàn chỉnh và sát thực tiễn đây chính là hành lang pháp lý để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cũng như vấn đề khai thác. Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 được đông đảo người dân, giới chức các chuyên gia kinh tế cùng cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là chủ trương đúng đắn, quyết sách sáng tạo và kịp thời đem lại những hiệu ứng tích cực. Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Nghị quyết số 406 của Quốc hội đều thể hiện tinh thần giao sự chủ động cho các ngành địa phương, khu công nghiệp tự triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó phải đảm bảo vừa an toàn sức khỏe tính mạng và cuộc cải vật chất của người dân, người lao động và doanh nghiệp vừa duy trì giữ nhịp cho các hoạt động kinh tế và an sinh xã hội. Chỉ khi nào được sao quyền là chủ thể, người dân và doanh nghiệp mới có thể chủ động thích ứng và linh hoạt ứng phó để vượt qua dịch bệnh. Để thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết số 128, các cấp các ngành và địa phương cũng phải thống nhất việc triển khai tránh tình trạng mỗi nơi, mỗi chỗ lại có cách hiểu khác nhau, cách làm khác nhau dẫn tới nhiều bất cập và hệ lụy. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, các doanh nghiệp đang căng sức làm việc hết mình để bù đắp cho tổn thất trong những tháng qua. Hy vọng rằng khi đã vượt qua được cửa tử của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp sẽ từng bước phục hồi để vươn lên và phát triển. Với việc có đến 82 dự án đã cấp phép chấp thuận chủ trương đầu tư trên núi thì thành phố Nha Trang, Khánh Hòa được xem là quán quân cả nước về loại hình dự án này. Việc cấp phép dự án ở các vị trí nhạy cảm nếu không đánh giá tác động môi trường, quản lý xây dựng tốt sẽ gây hậu quả khôn lường Nhận thấy rõ những bất cập của các dự án trên núi ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định dừng toàn bộ 82 dự án để giá soát lại quy trình cấp phép của từng dự án để điều chỉnh, bổ sung một đồ án quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 mà tỉnh đang làm. Động thái này tuy muộn nhưng biết sai mà sửa thì dân chúng sẽ cảm thông. Phá núi chặt cây rừng là một tác nhân nguy hại cho biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh, biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Để cụ thể, những tâm huyết của người đứng đầu chính phủ thì ngay lúc này mỗi tỉnh thành phố phải có những cân nhắc kỹ mỗi khi đặt bút ký cấp phép các dự án có tác động xấu đến môi trường dân sinh, phát triển kinh tế là cần nhưng không làm vì mọi giá. Trường học hạnh phúc cho trẻ em là mong mỏi của toàn xã hội, chứ không riêng gì giáo viên, học sinh hay phụ huynh. Và kể cả trường học hạnh phúc thì vẫn có sẽ có những lúc học sinh có lỗi, bị kỷ luật nhưng các em vẫn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc vì được thầy cô tôn trọng, lắng nghe chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ. Có thể thấy hiện nay dù có nhiều thay đổi về nhận thức cũng như hành động, nhưng hai xu hướng giáo dục khá đối lập nhau vẫn tồn tại trong các nhà trường, đó là mềm mỏng và cứng rắn không ít giáo viên có tâm lý e ngại rằng nếu thân thiện mềm mỏng với học sinh thì học sinh sẽ nhờn, sẽ không chấp hành nội quy lớp học, dẫn đến ảnh hưởng tới nền nếp và kỷ luật chung của nhà trường. Chính vì vậy mà rất nhiều giáo viên hiện nay vẫn quan niệm rằng thầy cô phải cứng rắn phải áp dụng kỷ luật thép thì mới tạo được uy trước học sinh, mới rèn rũa học trò vào nền nếp được. Xây dựng trường học hạnh phúc cho trẻ em đó là mong mỏi của toàn xã hội, chứ không riêng gì giáo viên, học sinh hay phụ huynh, là một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm về quản lý giáo dục. Ông Đặng Tự Ân, Phó giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông cho rằng, trường học hạnh phúc không phải khái niệm phức tạp, đó đơn giản là nơi mà mọi người ở đó, bao gồm cả học sinh, giáo viên, nhân viên của nhà trường và phụ huynh đều hạnh phúc, vai trò của hiệu trưởng, giáo viên rất quan trọng, bản thân họ phải hạnh phúc thì mới có thể lan tỏa sự hạnh phúc tới học sinh. Dịch COVID-19 với những thay đổi về nhịp sống, thói quen và cách thức học trực tuyến trong thời gian kéo dài đã khiến không ít học sinh gặp vấn đề về tâm lý. Các chuyên gia đã cảnh báo người lớn cần chú trọng sức khỏe tâm thần của trẻ do hệ lụy từ COVID-19. Trong đại dịch, nhiều trẻ em bị tổn thương sức khỏe tâm thần, học trực tuyến kéo dài khiến trẻ em mệt mỏi, tăng lo âu, giảm tương tác, từ đó dẫn tới những hiện tượng sang chấn tâm lý. Lâu nay, cảnh báo khủng hoảng tâm lý học đường vì COVID-19 là vấn đề được nhiều chuyên gia giáo dục đặt ra. Những khó khăn khủng hoảng tâm lý của học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ giáo viên có kiến thức sâu về tâm lý, tư vấn tâm lý học đường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ, đoàn đội. Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Minh về triển khai tư vấn tâm lý học đường hiện còn nhiều khó khăn trong bối cảnh ngành giáo dục chưa có đội ngũ chuyên trách. Đây là vấn đề khó mà ngành giáo dục đang phải tháo gỡ. Thực tế dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến các học sinh mà cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của các thầy cô giáo. Trước mắt, chính các thầy cô cũng phải biết cách cân bằng công việc gia đình và công việc của trường lớp để có quỹ thời gian phù hợp làm tốt công tác tư vấn tâm lý cho các học sinh. Từ thiện là việc làm xuất phát từ cái tâm hy vọng sẽ không vì những quy định của nghị định 93 mà khiến một số cá nhân nản lòng. Vậy làm từ thiện thế nào, làm ra sao? Trên báo của đội Nhân dân số ra hôm nay có bài viết làm từ thiện có bị gây khó. Nghị định 93 đã chính thức cho phép cá nhân kêu gọi ủng hộ từ thiện. Đây là quy định hết sức đúng đắn, cần thiết vì từ thiện không phải việc riêng của các tổ chức đoàn thể mà là của tất cả những tấm lòng nhân ái của cả xã hội. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng về hoạt động thiện nguyện của mỗi cá nhân, vừa huy động được nguồn lực rộng rãi trong xã hội, đồng thời góp phần nhân lên tinh thần tương thân tương ái, sự đoàn kết yêu thương trong cộng đồng cũng phải khẳng định rằng hoạt động từ thiện, đặc biệt là đối với các trường hợp cá nhân đứng xa vận động, trước hết dựa trên cơ sở lòng tin, bởi có lòng tin thì người dân mới sẵn sàng đóng góp từ thiện. Tuy nhiên, chỉ lòng tin thôi là không đủ, cần phải có sự điều chỉnh quản lý của pháp luật để phòng ngừa hạn chế những bất cập tiêu cực có thể nảy sinh, làm tổn thương cộng đồng. Đương nhiên khi pháp luật điều chỉnh sẽ không được tự do như trước, nhưng chắc chắn nhờ đó mà về lâu dài, hoạt động từ thiện cá nhân sẽ phát triển một cách bền vững, hiệu quả. Từ thiện là việc làm xuất phát từ cái tâm, hy vọng sẽ không vì những quy định của Nghị định 93 mà khiến một số cá nhân nản lòng. Một điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.